Kính thưa quý vị, bài kinh nhất thiết nghĩa là kinh Khiết Đảm Sợ Hãi. Đây là cái bài kinh mà Đức Phật này kể lại cho một vị Bà La Môn tên là Janusoni nghe về cái quá trình tu hào tu chứng của ngài lúc này còn ở trong rừng, lúc chưa thành Phật. Thì cái duyên khởi là một hôm khi mà Đức Thế Tôn ngự ở chùa Kỳ Viên, tịnh xá của ông Cấp Cô Độc. Thì lúc đó có một vị Bà La Môn tên là Janusoni, ông đến ông nghe pháp, và vì ông rất là hoan hỷ với cái hội chúng tỳ kheo của Đức Thế Tôn, cho nên là ông có một cái câu hỏi liên quan là ông thấy là tất cả chư tăng đều tu học dưới cái sự hướng dẫn của Đức Thế Tôn, từ cái cách đi đứng đến cái cách ăn uống sinh hoạt đều là khả kính. Thì tự nhiên ông nhìn những người học trò thì ông nghĩ đến bậc đạo sư, thì ông cũng bày tỏ ý là ông muốn nghe Đức Thế Tôn kể lại những cái kinh nghiệm tu chính của ngài trước khi thành Phật. Thì thể theo cái lời yêu cầu đó, Đức Phật này kể rằng trước kia khi chưa thành Phật thì Như Lai cũng có những cái nỗ lực, có những cái tinh tấn trong cái sự tu học giống hệt như giống như những gì mà hôm nay mà Như Lai đang giảng dạy cho chúng tỳ kheo. Thì nói xong thì Đức Phật có kể lại cái kinh nghiệm xưa lúc này còn ở trong rừng, trong cái khổ hạnh lâm. Hôm nay chúng ta qua Ấn Độ đó, thì kế bên cái Bodhigaya là gốc Bồ Đề mà ngày xưa thì gần đó là một cánh rừng mà vẫn được gọi là cái khổ hạnh lâm. Đó là cái nơi mà ngày xưa Đức Bồ Tát đã từng tu ở đó. Nhưng mà dĩ nhiên qua chừng đó thời gian là hai mươi mấy thế kỷ rồi, thì vật đổi sao dời, mọi thứ nó không còn như ngày xưa nữa, có nhiều cái thay đổi. Nhưng mà cái cánh rừng đó, nếu ai đó mà có từng xem kinh xem sách thì nhìn lại cánh rừng đó thì sẽ đoán ra được một phần, một dĩ nhiên một phần nào đó thôi. Bởi vì theo ngài kể rằng ngày xưa lúc mà ngài còn ở trong rừng đó để tu khổ hạnh á, thì cái rừng cái là bây giờ mình gọi là khổ hạnh lâm, nhưng ngày xưa nó kêu có tên là rừng Uruvela. Đây là một khu rừng rất là rậm rạp và hoang vu, và theo lời Đức Phật mô tả thì đây là một cánh rừng già. Vào cái thời của ngài thì Uruvela là cánh rừng già. Theo trong tập sớ đó thì Uruvela là một cái khu rừng rất là lớn, gồm nhiều cây cối rậm rạp, và trong đó đó vào cái thời mà Đức Bồ Tát ngài tu đó, thì nó có những cái chỗ mà ban ngày đó mà mình đi vào trong những cái chỗ đó thì mình vẫn là rợn tóc gáy như thường, nghĩa là giữa ban ngày đó có nắng mặt trời đó, nhưng mà vì nó quá hoang vắng và nó quá rậm rạp cho nên là cái người mà bình thường đó vào đó ban ngày cũng đã là rợn tóc gáy rồi. Và theo như Đức Phật ngài mô tả thì ngài nói trong Bà La Môn Janusoni nghe, ngài nói cái khu rừng đó vào ban đêm đó, với một cái vị sa môn Bà La Môn mà chưa có chấm dứt được cái phiền não như là tham dục sân hận, vẫn còn có cái lòng sợ hãi đó, thì nếu ban đêm mà ở trong cái khu rừng như vậy đó thì rất dễ bị gọi là bị điên loạn nha, bị điên loạn, có nghĩa là khi người ta sợ quá nó cũng có thể đi đến cái cảnh điên loạn nha. Cái chuyện này cũng dễ hiểu thôi. Như tầm sư bây giờ là đang ở Việt Nam, thì vị sư này kể là ngày xưa lúc vị này ở bên Pháp thì có biết một chuyện, đó là trong một cái bệnh viện thì có ông bác sĩ còn trẻ tuổi mà ông có cái nghịch ngợm, ông muốn trêu chọc một cái cô y tá trong đó. Mà dĩ nhiên cái chuyện này thì xảy ra cái thời của vị sư này, chứ nếu bây giờ chắc bị su rồi, nhưng mà thời đó thì nó nhẹ hơn. Thì vị này muốn đùa giỡn, cho nên là trong một lần mà giải phẫu xác chết, vị này đã cắt đi một cái bàn tay của xác chết rồi giấu lại, sau đó mới bỏ cái bàn tay đó vô trong cái áo blue của cô y tá này. Thì đến giờ cổ đi vô phòng mổ đó, thì cổ mới phát cái áo vô, thì cổ mới thòi tay vô trong cái túi áo blue đó, thì cổ dĩ nhiên cái bàn tay của cổ nó chạm nhầm, cổ hét lên một cổ móc ra cổ coi thì thấy được rồi, đó là cổ coi như là cổ hét lên một tiếng và cổ chết ngất. Sau đó là mấy ngày liên tục như vậy, thì cổ giống như người mất hồn vậy, là cổ cứ lờ đờ, tức là cái ông người Pháp, cái vị sư người Việt Nam mình lúc đó chỉ là một người làm ở trong bệnh viện đó, thì theo vị này kể rằng là cứ nghĩ là cổ sẽ bị điên không, mà cũng may mắn là sau mấy ngày cổ lờ đờ lẩn thẩn vậy thì bệnh viện cho cổ nghỉ
dưỡng sức chuyện tuần lễ nửa tháng vậy thì cổ mới hồi phục trở lại. Thì nói như vậy cũng có nghĩa rằng là khi con người ở một hoàn cảnh quá là kinh hoàng, quá là khiếp đảm thì người ta có thể đi đến cái loạn tâm. Và đây là lý do tại sao mà Đức Phật này ngài nói rằng cái khu rừng Uruvela mà lúc Như Lai tu á, nếu một người mà chưa có diệt trừ phiền não thì rất có thể sẽ bị điên loạn. Nói như vậy mình biết nó rùng rợn cỡ nào. Thì ngài nói rằng lúc đó ta còn là vị Bồ Tát, ta chưa có thành Phật á, thì vào những cái đêm mà tối một rừng mình ta, mà lúc đó là ngài lại là đang tu cái hạnh tu khổ hạnh á, cho nên là cả thân người không có tóc, không có mặc cái gì hết, hoàn toàn là lõa thể như vậy. Và lõa thể và giữa rừng chỉ riêng cái lạnh cắt da của xứ nóng của xứ Ấn Độ thôi là người bình thường nó chịu không nổi. Và đằng này là ngày thì lại hoàn toàn không có mặc cái gì trên người hết. Và dĩ nhiên là mình khỏi nói, mình biết là mũi mồng rồi gió mái lạnh lẽo đủ thứ trong đó. Rồi lúc bấy giờ giữa rừng ngủ có một mình thôi. Rồi có đôi lúc nhà nói rằng một cái tiếng chim kêu đêm, hay là một cái tiếng lá rụng, hay là cái tiếng mà gió thổi qua mấy cái tàn cây nhánh lá đó, thì cũng làm cho ngài cũng, ngài nói là ngài xài cái chữ lô má ăn xô, tức là tóc lông dựng ngược ấy. Còn nói cho từ của mình bây giờ là nổi da gà đó, ngài nói da gà từng chập như vậy. Mà mỗi khi mà cái sự sợ hãi mà nó lên đến cao trào cao độ như vậy thì ngài mới suy nghĩ như thế này. Chắc chắn rằng xưa nay có những cái vị sa môn bà la môn cũng từng sống ở những cái trú xíu, những cái chỗ ở như thế này, nhưng mà người ta cũng có thể vượt qua và chứng đắc được các cái pháp thượng nhân, thì lý nào ta không có thể vượt qua. Và với cái trí tuệ của mình thì ngài mới suy nghĩ thêm là trong cái điều kiện như thế này, nếu mà ta không có khéo tu tập thì ta để cho phiền não mà nó lấn chiếm nội tâm thì chắc chắn ta không có cái khả năng mà đối diện với cái hoàn cảnh như thế này đâu. Và điều đó thì nó cũng hợp lý thôi. Như có một lần nào đó Uyên Minh cũng có trình bày cho các vị nghe về một cái ví dụ là một người nhiều khi trước đây họ vốn là một người sợ ma, một người trước khi lập gia đình có thể là một người rất là sợ ma, không thể nào mà ban đêm mà dám đi một đoạn đường mà dài 1-2 cây số mà hoàn toàn vắng vẻ không có nhà ai, gọi là ban đêm ăn hơn 1-2 giờ khuya mà làm sao mà dám băng qua một cái nghĩa địa, một cái nghĩa trang mà hoàn toàn vắng vẻ là rất hay không mình lắm. Tuy nhiên khi mà mình có con hoặc là mình trong nhà mình có người thân mà bị bệnh hoạn cần phải đi kiếm thầy kiếm thuốc, thì tự nhiên cái tình cảm của mình đối với người thân nó khiến cho mình có cái gan mình đi. Chắc chắn là như vậy thôi. Chứ bây giờ trong trường hợp mà mình không có một cái chọn lựa nào khác, thí dụ như mình ở Mỹ rồi mình cần gì mình gọi nay bên qua, quá là ổn rồi, quá là nhẹ nhàng thoải mái dễ dàng không có gì khó. Nhưng mà thử có bị tưởng tượng một cái ngôi nhà ở nông thôn Việt Nam nha, đêm hôm mà gặp lúc mà mưa gió bão bùng thì lấy cái gì mà làm sao mà có điện thoại, làm sao mà có cái này quanh quanh để mình gọi, rồi cũng không có ai giúp mình hết, mà nhà ai nấy ở đêm hôm như vậy thì dứt khoát có thể là vì cái tình mẫu tử, tình phụ tử, cái tình huynh đệ như ruột rà mà chúng ta cắn răng chúng ta đi qua cái nghĩa trang, nghĩ sao đi kiếm thầy kiếm thuốc được thì thôi. Thì đối với cái người tu cũng vậy, Đức Bồ Tát ngài mới suy nghĩ thế này, ngài nghĩ rằng ở cái hoàn cảnh như thế này chắc chắn là có người ở được chứ không phải là không có. Nhưng mà tại sao bây giờ mình lại sợ? Thì nghĩ thêm một cái nữa, thì ngài nghĩ rằng chắc chắn là người ta có cái thiện pháp nào đó, và với cái thiện pháp đó người ta trấn áp được những cái phiền não, mà nhờ vậy đó thì người ta mới có thể vượt qua được. Thì ngài mới kể rằng lúc đó ngài suy nghĩ như sao, với ai mà còn tham dục không thể ở thì được. Rồi ngài suy nghĩ thêm nữa, còn cái gì nữa hay không? Còn chứ. Với ai mà còn cái tâm sân hận không ở thì được. Nhưng mà còn nữa hay không? Còn. Với ai mà còn có cái chỉ phạm gọi là thi nó mất tháp là hôn thủy đó, hôn đồng địa nghi, còn ưa thích ngủ nghỉ, còn ưa thích sống lợi dưỡng, tức là còn mong muốn cho nó ấm, cho nó êm, cho nó không có gió mái, không có nắng mưa. Với ai mà còn ham thích ngủ nghỉ thì chắc chắn không sống ở đây được. Rồi với ai mà còn mong cầu nghĩ đến lợi lộc, danh lợi vân vân thì mình cũng không có thể được. Ta phải từng bước là hạn chế được cái tâm tham dục. Tham dục đây là gì? Tức là cái lòng mong nghĩ đến cái ngũ dục, sắc đẹp tiếng hay vị ngon mùi thơm. Và cũng xin lưu ý cho các phật tử nghe một chuyện, có thể xem đó là cái nếu mà mình không có nói ra đó thì mình sẽ xem là kinh này giống như là cái câu chuyện mà Đức Thế Tôn kể lại cái đời tu của ngài. Nhưng mà thật ra nếu mình chịu khó mình nghĩ thêm một chút nữa thì bài kinh này giúp đỡ cho mình rất là nhiều, đặc biệt là những người sống độc cư một mình.
đặc biệt là những người có cái tánh là sợ ma nhút nhát. Là bởi vì sao? Là phải nói rằng mình á, tại sao mình sợ chết, là bởi vì mình còn có cái ái luyến, mình còn có cái đam mê nhà, trong cái ngũ trần lục dục. Mà hai ngày nào mình còn có cái đam mê, cái ái luyến trong ngũ trần lục dục mà càng nhiều như nào thì mình càng chết nhát như đó. Chúng tôi nhớ hoài cái câu chuyện mà ông Alexander đệ đế, ông Alexander Grand của Hy Lạp ngày xưa, ông đi đem quân đi đánh thôi lung tung từ tiểu Á, ông tràn quân qua tới Ấn Độ luôn. Thì trong cái đoàn quân viễn chinh của ông Alexander đại đế có một người lính ốm yếu lắm, nhưng mà mỗi lần mà ra trận thì ô thôi ảnh xông xáo, ảnh đi phía trước nhà, mà rút lui lúc nào cũng rút lui sau cùng, mà tiến quân này lúc nào cũng đi hàng đầu, anh hùng can đảm coi chết không có ra gì hết. Mà ảnh là giáp mặt với quân thù rồi thì ảnh hò ảnh hét, tay đâm tay chém làm liên tục, anh dũng kiên cường xuất sắc. Thì anh Sơn thấy vậy vừa ý quá, mới kêu ảnh vô ban thưởng cho ảnh một cái thanh bảo kiếm. Rồi trước mặt ba quân đông đảo thì anh Sơn lại đế là xác định với mọi người rằng là kể từ nay là anh lính này được trong quân đội, anh được quyền hiện hưởng những cái ưu tiên, tức là chỉ sau có anh Sơn lại đế thôi, để coi như tưởng thưởng một cái người mà chiến sĩ mà gan dạ anh dũng như vậy. Và khi nào đoàn quân viễn chinh mà đến nơi đến chỗ rồi chiến thắng rồi, ông sẽ còn tưởng thưởng còn trọng hậu hơn nữa. Thế là từ đó về sau, trong giữa chốn ba quân như vậy thì ăn uống cái nào mà ngon nhất thì của anh lính đại đế, và kế thôi đó là tới anh lính đó. Thì lâu ngày như vậy thì thôi ảnh mập tròn, ảnh béo tốt, ảnh hồng hào, ảnh phốt pháp, ảnh nhìn ảnh sung sướng hạnh phúc lắm. Nhưng mà rất là tiếc là kể từ đó về sau thì ảnh ra trận thì ảnh lúc nào cũng chết nhát, tiến quân thì lúc nào cũng đi sau cùng, mà rút quân thì bao giờ cũng là rút trước tiên. Thì anh lại xem để ý thấy lạ, ông mới kêu vô, ông nói ngày xưa nó chậm không để ý gì đến nhà ngươi thì thôi, nhà ngươi quá chừng quá đó, rồi bây giờ chậm chậm hiểu được ngươi, chậm đánh giá được cái anh hùng của ngươi, cái tánh khí can đảm của ngươi, chậm tưởng thưởng trọng hậu cho ngươi, sao ngươi bây giờ ngươi có vẻ không có bằng trước đây một gốc nào hết. Thì anh chàng lính ảnh thua thiệt, anh nói đâu đại dương vậy chứ, hồi trước đây thì tại vì lính nhiều quá đại dương quên đi cái thân thế của hạ thần thì đâu có cha đâu có mẹ gì đâu, mà cũng không anh em thân thích gì, coi như là cả đời này là giao hết trong cái đường binh nghiệp nè, sống chết thì cũng ngoài chiến trường, không có gì để tiếc nuối. Nhưng kể từ lúc mà đại dương cho người đối xử tốt quá tốt vậy thì tự nhiên cái hạ thần thấy mình cũng phải giữ cái mạng lại để mà mai mốt đi đến nơi đến chốn rồi thì đại dương cưỡng thưởng, thì lúc đó mình sẽ có chút tiền rồi mình cưới vợ sinh con nữa nha. Cái đó là phải nói xin đại dương thứ lỗi là một phần mà khiến cho hạ thần bây giờ ra nông nỗi này cũng là vì đại dương. Nhà đại dương cho hạ thần cái cảm giác sung sướng để mà hạ thần mới đâm ra cái ham sống sợ chết. Cái câu chuyện này mình có thể coi là câu chuyện cười cũng được, mà có thể coi đây là một câu chuyện đời mang tính giáo dục được. Tức là khi nào mà mình sống ở trong cuộc đời này mà mình còn có cái đam mê, còn có một cái hy cầu, còn có một cái gì đó mà mình mong mỏi tô đắp xây dựng đó, thì tự nhiên nghe cái mình có cái cẩn thận hơn. Mà nói theo cái từ mà nó nghiêm túc cho nó đàng hoàng xíu, lịch sự xíu, mình gọi đó là cái sự cẩn thận. Nhưng mà nếu mình sẽ gọi bằng cái từ nó hay nay cái kia xíu là mình đâm ra mình chết nhát thôi, phải nói như vậy. Cho nên là khi Bồ Tát này xét thấy rằng ta còn tham dục giết pháp, ta không chịu nổi cái cảnh này. Rồi nếu ta còn cái tâm sân hận, ta cũng không có thể sống nổi trong cái bối cảnh này. Mà nếu ta còn mê ngủ, ta còn lười biếng thì ta cũng không thể sống trong cái bối cảnh này. Mà ta còn nghĩ đến lợi lộc danh sinh thì ta cũng không có sống trong bối cảnh này. Những kinh nghiệm ở trong đời của Bồ Tát trước khi mình thành Phật thì ngài cũng đã từng là ông hoàng, ngài sống trong kinh nói là ngài có ba cái tòa lâu đài với gọi là hàng ngàn mỹ nhân ở trong cung á. Ngài là vua mà, cho nên là ngài thì có một cuộc đời sống rất là sung sướng. Rồi khi ngài đi tu nhờ vậy ngài mới thấm nghĩ ở đó mình sung sướng vậy mình cũng được cái gì. Rõ ràng vậy là cái sung sướng mình đã trải qua rồi. Rồi bây giờ qua tới cái khổ hạnh, sau khi ngài nghe cái tiếng đàn của Đức Đức Thích Đánh thì ngài chợt nghĩ rằng chuyện này, bây giờ cái sung sướng mình cũng đã trải qua rồi, mà cái khổ hạnh cùng cực mình cũng trải qua rồi, mà cả hai cái thái cực đó mình cũng đều trải qua hết, đầy đủ hết, không có thiếu cái gì. Mà cả hai thái cực nó đều không có đưa mình đến cái con đường giải thoát. Cho nên ngài hiểu được cái chỗ đó, cho nên phải nói rằng ngài
vậy là người có đầy đủ cái kinh nghiệm ở trong cái con đường mà tu chính, mà đặc biệt là trong cái đời sống nội tâm á chị nha, thì có nhiều cái kinh nghiệm rất là quan trọng nha. Thì khi mà ngài suy nghĩ như vậy, ngài nói ngài lại ngài, ngài ngài Đức Phật ngài lại kể thêm cho Bà La Môn Chan Út Sa Ní nghe, là này Chan Út Sa Ní, có những khi mà vào những đêm không có trăng đó, tối trời đó, một cái tiếng lá rụng, một cái tiếng chim nó đi ăn đêm, hay là tiếng gió thổi vào các cái tàn cây làm cho Như Lai cảm thấy sợ hãi, thì lúc đó nếu Như Lai đang đi thì Như Lai đứng lại để mà nhìn vào cái nội tâm của mình, coi cái mặt mũi của cái sợ nó ra sao nha. Rồi nếu mà Như Lai đang ngồi thì thay vì gặp người khác là người ta có những cái tiếng động, có những hình thù rất là lạ ban đêm. Ngày xưa thì Uyên Minh, dĩ nhiên Uyên Minh chưa có từng trải qua cái kinh nghiệm mà hải hùng như Bồ Tát, nhưng mà Uyên Minh hồi bé nó có từng sống ở trong rừng mấy năm, Uyên Minh có biết là cái rừng đêm đó, rừng hoang mà ban đêm nó có nhiều cái âm thanh lạ lắm, nó có nhiều cái âm thanh rất là lạ luôn. Rồi nó có những loại thú mà bây giờ lớn rồi Uyên Minh cũng không biết nó là cái con gì, tức là mình không biết nó lớn hay nhỏ, nhưng mà khi nó di chuyển trong bóng đêm á thì mình sẽ nhìn thấy nguyên một cái tán lá nó rung động, mà lúc đó mình đâu có nghĩ đó là cái tán lá, cái tàn cây, mà mình cứ nghĩ là cái con gì nó to lắm, mà thật ra không phải, nó chỉ là một cái con gì, có lẽ là giống như con mình tưởng tượng, có lẽ là con sóc, con kỳ đà gì đó thôi, nhưng mà nó di chuyển ở trong cái tàn cây, nó làm cho tàn cây cả cái tàn cây nó nhúc nhích, mà từ xa mình nhìn mình sẽ thấy đó là một cái khối đen, khối lớn vậy, nó nhúc nhích. Hoặc lúc mình ở trong rừng Bình Sơn, đến mùa mưa ban đêm, từ chỗ mình nằm á, cách cái vách ngó ra ngoài kia là cái rẫy mì chừng vài thước vậy thôi, nhiều khi đến cái mùa mưa đó rồi mấy con heo rừng nó về nó ủi, mà nếu mà người không quen chắc là rất là sợ. Rồi cho nên là mình phải hiểu được cái chuyện đó là ở trong đời tu, như chúng ta cũng được biết cái chuyện ma đó, cái chuyện ma ở trong kinh điển Phật giáo đó, có nhiều nghĩa lắm. Ma ở đây có thể là cái hàng phi nhân, họ quấy rối mình, nhưng mà ma ở đây nó cũng còn có cái là cái tâm ma nha. Tâm ma tức là cái những cái phiền não như là tham dục hay là sân hận hoặc là hoài nghi ở trong cái nội tâm của mình, mà khi nào mà có cái điều kiện thuận tiện thì lập tức nó xuất hiện, lập tức nó xuất hiện mà nó làm cho mình sợ hãi. Thì có những cái lúc mình ở mình đối diện với những cái đó, mình mới thấy rằng cái nội tâm của mình luôn luôn nó có nhiều cái ma chướng, mà nhiều khi không phải là mình ở trong cái rừng sâu núi thẳm, hoặc là mình ở trong nhà xác, ở trong bệnh viện mình mới thấy, mà phải nói rằng cái đời sống nội tâm của mình dù ở thành thị hay là ở trong rừng sâu núi thẳm, thì nếu chỉ cần mình sơ ý một chút xíu thì mình có sẽ gặp rất rất là nhiều cái thứ tâm ma nó quấy rối mình. Thì cái kinh nghiệm mà Đức Bồ Tát này kể lại cho mình nghe, kể lại cho ông cho núi sinh lý nghe đó, là ngài muốn lưu ý một điều, đó là trước khi mà đề cập đến cái đáng sợ, cái hải hùng của ngoại cảnh, tức là một cái khu rừng hay là một cái ngôi nhà hoang hay là một con đường vắng, một cái nghĩa trang, một cái nghĩa địa, một cái nhà hoàng, một cái nhà xác, thì trước hết mình phải tự ghi nhớ rằng ma quỷ trước hết nó nằm ở trong tâm mình đi ra trước cái đã. Nó đi ra trước, nếu mình dàn xếp được nội tâm của mình thì cái thế giới ngoại cảnh nó không còn là đáng sợ nữa. Chúng ta trở lại vấn đề, thì Đức Bồ Tát Phật này kể lại kinh nghiệm của ngài lúc còn còn ở khổ hạnh lắm, những cái kinh nghiệm đó nó cho mình thấy rằng cái khu rừng đó thì đáng sợ thật nha, nhưng mà cái điều quan trọng nhất mà ngài kể lại đó, tức là để giải quyết được cái hoàn cảnh sống mà hải hùng khiếp đảm như vậy đó, thì trước tiên thì Bồ Tát phải tự dàn xếp những cái ma chướng, những cái thứ tâm ma ở trong cái nội tâm của mình, đó là những cái lòng tham dục, sân hận. Như chúng ta vẫn vẫn biết rõ một điều là trên đời này cái người mà không sợ chết là cái người có thể nói là gần như họ không có sợ gì hết, mà tất cả những cái sợ của ta nó đều xuất phát từ cái sợ chết mà ra. Ví dụ như mình còn sợ chết thì mình còn đâm ra mình sợ là mình bị trầy, mình bị chảy máu, rồi mình bị xấu, mình không có đẹp nữa, rồi mình bị đen, bị đốm, rồi mình bị tróc da, bị trầy, bị lung tung hết, mình sợ. Nhưng mà với một người, các vị hãy tưởng tượng một người mình bị mang án tử hình nha, họ biết là ai ma gì, họ cũng sẽ đi lên ngồi cái điện, và họ ra pháp trường để mà chịu bắn và chịu chặt đầu nha, hoặc là họ bị bác sĩ báo tin cho biết là bây giờ họ đã bị bệnh nan y như là bệnh ung thư hay là bệnh SARS hay là bệnh AIDS rồi. Thì khi mà một người mà mang một cái tâm trạng như vậy đó thì mọi thứ trong đời họ coi rất là nhẹ, thì đối với họ lúc bây giờ cái chuyện mà sống chết nó mới là cái chuyện đáng nói.
Còn ngoài ra nó không có gì đáng nói hết. Ở đây chúng tôi có thể nói một cái trường hợp của bản thân chúng tôi thôi. Đó là ngày trước chúng tôi từng có đi vượt biên. Thì khi mà sửa mà xuống tàu đó, thì cái suy nghĩ của mình về cái thế giới xung quanh đó, nó khác với mình. Trước đó vài ba ngày khi mình chưa có được hai cái tin là mình có cái chuyến để mình đi, lúc đó mình nhìn mọi sự nó khác. Nhưng mà với một người sắp sửa bước xuống tàu, mình biết rõ rằng cái chuyến đi này đó là năm năm thua, tức là sống hay là chết, tức là mỗi tiếng phân nửa thôi. Trong mấy lần đi có một lần là được đi vào tháng 3, mình đang kêu là tháng 3 và già đi biển đó. Thì cái lần đó tương đối là mình có niềm tin nhiều, còn mấy lần nọ thì nghe báo thì nó cũng hồi hộp cũng nôn. Nhưng mà khi đến nơi rồi đó, khi mà cái chỗ bãi hẹn mà sắp sửa vậy để chờ ban đêm đi ra ga lớn, thì lúc đó tự nhiên mình sợ, nhưng mà tự mình có cái dằn con là không lẽ bây giờ mình bỏ ngang thì mất tiền nhé. Mà nếu mà mình đi luôn á thì tức là mình không có bỏ ý đó, thì phải nhìn nhận là trước mắt mình rõ ràng, càng mình ngó mình thấy càng về càng đi về chiều là mình thấy mình càng gần với cái chết, càng về chiều mình càng gần với biển cả, càng về chiều mình càng gần đến giờ mình phải lên ghe lớn để mình đi. Thì lúc đó tự nhiên mình nhìn lại mọi chuyện mà trước giờ những cái buồn vui, những cái giận hờn hoặc là này này nọ nọ, tất cả mọi thứ trong đời trước đó mình có một suy nghĩ như thế nào đó, bây giờ nó lật ngược lại hết, nó không giống như vậy. Thì các vị hãy tưởng tượng mai là chỉ là mình chỉ đi vượt biên thôi, chứ không phải là mình lãnh án tử hình bãi. Thậm chí không ít lần khi ngồi trên bãi chúng tôi thầm mong là cho công an đến bắt, bị chẳng thà công an đến bắt á, để mình nhanh chóng đi đến quyết định hơn là bây giờ cho mình tự quyết định là bây giờ mình trở lên hay là mình đi xuống bãi. Lúc đó tự nhiên mình thầm mong công an đến bắt, mình dĩ nhiên mình không dám nói điều đó cho ai biết, nhưng mà trong bụng nghĩ thà bị bắt hay hơn là đêm nay ra ngoài ghe mà đi không biết sống hay chết. Mà hồi mình sắp đi mình thấy 50%, nhưng mà lúc xuống bãi thì mình thấy còn 30% thôi. Thì đối với Đức Bồ Tát, khi mà ngài xem cái sanh tử nó là đại sự, thì mọi chuyện ngoài đó là chuyện nhỏ. Mà có một điều ngài khác mình ở chỗ là cái sanh tử, cái nhìn của ngài về cái cuộc sanh tử luân hồi, ngài nhìn một cách rất là rõ ràng, rất là tinh tế. Còn như mình bất quá thì mình chỉ đọc được năm ba cuốn sách, rồi đi chùa nghe giảng năm ba lần, hoặc là có khá lắm thì mình đọc sách từ 5 năm 10 năm mà chỉ làm con mọt thôi, chứ mình chưa có thật sự mình thấm thía, mình chưa có thật sự mình thấm thía ở cái sanh tử đó. Kể cả những người hung hăng nhất đi nữa, thì khi mà họ đối diện với cái chết, họ sẽ học ra được, học rút ra được từ cái nỗi kinh hoàng nó nhiều cái bài học rất là hay. Chúng ta cũng còn biết là trước 75 có một cái tay mà rất là nổi tiếng trong giới giang hồ, đó là Sơn Dương Chúa Đảo, đó là một cái nhân vật mà là người ta một án tử hình, ông này tới mấy cái án tử hình và ông bị giam ngoài côn đảo. Mà sau những lần mà ông đối diện với mỗi lần tôi kêu án và mỗi lần ông lại đối diện với quan tài, mà qua nhiều lần như vậy đó, thì một cái trong một cái lần đó nằm ngoài ngục ngoài côn đảo, thì ông thấm thía cái chuyện sanh tử. Ông tương truyền rằng là ông đã bỏ công ra ông học thuộc lòng mỗi cuốn từ điển tiếng Pháp, và sau đó thì hình như là năm 71, 72 gì đó thì ông được tổng thống Nguyễn Phiếu ký cái lệnh ân xá, rồi lúc ông già rồi. Thì chúng ta phải nhớ một chuyện, đó là lẽ ra thì có lẽ với một người mà thâm niên ở trong cái giới giang hồ có lẽ là không có thể là hồi đầu hướng thiện được, nhưng mà trường hợp các ông Sơn Dương Chúa Đảo này, ông bị tuyên án tử hình tới mấy lần như vậy, thì chính trong những cái lần bị tuyên án tử hình đó, ông gần như là ông chỉ cách cái chết trong cái gang tấc thôi, mà chính ở trong cái gang tấc đó ông mới thấm thía là một chuyện, tức là ông tìm ra được cái giá trị thật sự của đời sống. Thì Đức Bồ Tát ngày khác mình nói chỗ là từ cái cung vàng địa ngục, chỉ cần một lần nhìn thấy cái xác chết, chỉ cần một lần nhìn thấy người già, chỉ cần một lần nhìn thấy người bệnh, thì tự nhiên cái ngày thấm thía và ngày tin chắc một điều, ngày tin chắc một điều đó là mình cũng sẽ chết. Có một vị thiền sư người Nhật Bổn, ngày thọ lắm, ngày thọ gần 100 tuổi lận, mà lúc mà ngày được khoảng 70-80 tuổi thì có một cái hội Phật giáo ở bên Mỹ mời ngài đi từ Nhật nó qua thăm Hoa Kỳ. Thì khi đến nơi thì có nhiều người đến thăm hỏi ngài, và biết ngài là trong mấy năm trời ngài chưa có rời khỏi nước Nhật, cho nên họ mới hỏi ngài một câu thế này là: thưa ngài, vậy chứ ngài qua Mỹ ngài có thấy cái gì, ngài có thấy cái đời sống ở Mỹ, cái xã hội Mỹ làm có gì làm cho ngài thấy ngạc nhiên hay không? Chắc chắn là trong mấy chục năm đó, với cái tâm hồn của một thiền sư, một tu sĩ như ngài, bây giờ ngài qua Mỹ thì ngài thấy lạ lắm, phải không ạ? Thì
Vậy thì xin có trả lời thế này. Đúng ra thì xã hội Mỹ bây giờ thì bộ thì cũng khác nhau bao nhiêu, cũng giống giống nhau vậy thôi. Nhưng mà có một cái mà tôi rất là ngạc nhiên là người Mỹ ăn học rất là cao, phần lớn ai cũng có đi học đại học, ai cũng biết cái chuyện mà chuyện đời là ngắn ngủi, ai cũng biết. Nhưng mà sao tôi thấy hình như qua bên đây tôi thấy người ta trong đó nét vào hình như người ta không có nhớ được, nhớ được là người ta sẽ khóc. Tôi nhìn cái sinh hoạt của người Mỹ tôi có cảm giác như vậy, thì đó là câu trả lời của vị thiền sư. Người nói là lấy làm lạ, bởi vì chúng ta cũng biết một điều đó là người Nhật Bản dù họ có văn minh, họ có ăn học có mấy gì nữa, nhưng mà ở trong nếp sống của họ, họ vẫn dành ra mỗi một ngày như vậy. Họ có những cái thời điểm mà họ quay về với nội tâm của họ, có thể họ đọc sách hoặc là họ uống trà. Và chúng ta nếu mà đọc về sách, về văn hóa Nhật, chúng ta còn biết thêm một chuyện rất là đặc biệt, đó là ngay cả ở thủ đô Tokyo là đất quý như vàng vậy đó, nhưng mà người Nhật dù ở đâu nữa, mình chỉ cần đó là cái nhà của họ nó chật đến mấy, họ cũng ráng là tranh thủ họ dành ra một hai thước vuông để mà họ, đó đó là tối thiểu đó, một hai thước vuông tức là khoảng bằng cái bàn viết của mình vậy thôi, để họ chơi cái bonsai, họ chơi cái cây cảnh, họ chơi giả sơn non bộ, dù họ chỉ được có một góc khoảng chừng một hai thước vuông thôi, họ cũng ráng họ chen một cái giả sơn non bộ vô để chi, để họ tìm một cái giây phút nào đó thanh thản thoải mái relax cho nội tâm của mình. Nhà tức là họ, gần như là họ mỗi ngày họ đều có cái giây phút để họ quay về với bản thân của họ, quay về với đời sống nội tâm. Còn trong khi người Việt chúng ta tự hào mình có mấy ngàn năm văn hiến, rồi chúng ta tự hào rằng mình biết đạo Phật từ rất là lâu đời, nhưng phải nói trong cái nhịp sống mà hối hả hàng ngày, chúng ta không mấy khi có cơ hội mà quay lại với chính mình. Đó chính là lý do tại sao mà chúng ta phải nói rằng vì thiếu những cái giây phút tĩnh tâm, cho nên về cái chiều sâu văn hóa, về những thành tựu ở trong thế giới, trong cái cuộc sống hiện đại, chúng ta không bằng người Nhật. Ở đây dĩ nhiên chúng ta không có phải đem cái chuyện ở xứ người mà so sánh rồi mình khen chê ở đây nha. Nhưng có một điều mình cũng nên lấy nó làm một cái bài học, đó là đi đâu đi, sống trong cái cảnh giới nào đi nữa, thì cũng cái giây phút mà quay về nội tâm mình chính là quan trọng. Đức Bồ Tát cũng vậy, ngài là chỉ xuất thân là một ông hoàng trong cung, có nhung gấm, có lụa là ngọc ngà châu báu, nhưng mà khi nhìn thấy cái chết của người khác, cái bệnh của người khác, cái đau đớn của người khác, thì tự nhiên cái là nghĩ về bản thân của mình. Rồi chưa hết, khi đã bỏ hết mọi thứ, chỉ còn lại có một thân một mình, không một chút tài sản, không có một đồng xu các bạn nào hết, giữa rừng sâu một mình như vậy, trên người cũng không có một tất vải nào hết, thì ngài vẫn có một cách quay về với chính mình một lần nữa, là khi đối diện với cái cảnh rừng già như vậy, thay vì mình tìm cách mình bỏ nó mình đi, hoặc là mình tìm nơi chốn mà nó an toàn nhất, ít có dễ sợ, thì mình ở. Nhưng mà riêng đối Bồ Tát thì không, đối với Đức Bồ Tát khi mà ngài gặp những cảnh như vậy thì ngài là suy nghĩ, là làm thế nào để vượt qua. Bởi vì nếu mà quay trở về làng này mà sống gần với mọi người để mong mỏi tìm được cái sự an ổn, thì như vậy để ngài quay về trong hoàng cung sướng hơn. Nhưng mà cái ngài biết rõ ràng này, cái đời sống tu học không phải là đời sống chạy trốn, mà đời sống tu học là một đời sống đối diện. Chính vì hiểu được chỗ này thì cho nên là Đức Bồ Tát ngài đã vượt qua được những cái ngày tháng trong rừng như vậy. Và vấn đề vẫn chưa hết, khi mà đối diện với những nỗi lo âu sợ hãi như vậy, thì Đức Bồ Tát tìm cách suy tư để mà hạn chế cái nỗi âu lo sợ hãi của mình, rồi ngày ngày tiếp tục ngày suy nghĩ thôi, là không lý nào đời tu chỉ là đối diện với cái sợ hãi này. Thế là ngài nhớ lại cái kinh nghiệm ngày xưa ở trong hoàng cung, lúc ngài mới lên 7 tuổi, thì ngài có một lần khi chui cha làm lễ hạ điền ngoài cánh đồng, thì hạ điền đó tức là cái lễ mà mỗi năm ở cái xứ nông nghiệp, thì vua hôm nay cũng vậy, mỗi năm vua Thái Lan, vua Apulicha mỗi năm ngài cũng xuống cái ruộng một lần, ngài tượng trưng này cho giống như là làm kiểu mẫu cho dân chúng hiểu rằng ngày ngày rất là quan tâm đến cái đời sống của dân tình, mà đồng thời ngài cũng muốn cho mọi người nhớ được cái đời sống của xã hội nó không thể nào tách rời với cái thế giới nông nghiệp được. Đó là cái chuyện của Thái Lan. Còn cái chuyện Ấn Độ hồi xưa thì vua Tịnh Tạng mỗi năm ngài cũng có một lần làm lễ hạ điện, tức là ngài cũng xuống ruộng, ngài cũng kéo cái cày, dĩ nhiên là tượng trưng chút xíu vậy thôi, đại khái văn nghệ cho vui vậy. Thì lúc đó Bồ Tát được 7 tuổi thì vua Tịnh Tạng xuống ruộng để Bồ Tát ngồi ở trên bờ ruộng dưới một cái gốc cây tăm á, thì khi mà cung phi mỹ nữ mà ngồi hầu hạ Bồ Tát xung quanh, họ thấy ngài cứ ngồi yên nhắm mắt vậy, họ cũng dòm dòm nó ngó lá, cái họ chán quá không biết làm sao, cái họ tản đi từ từ, cuối cùng là người cuối cùng họ cũng bỏ đi luôn, bỏ đi không phải bỏ đi xa, bỏ đi khuất tầm mắt một chút xíu vậy.
Thì còn lại một mình ngày ngồi, Bồ Tát ngày ngồi ngày nhìn xuống dưới ruộng, ngày thấy những cái con trùng nó bị mấy con chim ăn, rồi mấy con chim nhỏ nó tha cái con côn trùng nó bay lên lên, thì bị mấy con chim khác lớn hơn nó rượt cho nó giành. Thì ngày nhìn ngày thấy nó cái lưỡi cài đó thì nó đi, nó cài xới mấy con côn trùng. Con người là một cái sinh vật, một cái động vật lớn, đi cài đất như vậy thì đem xới, đi xâm phạm ở chỗ ở của mấy con côn trùng nhỏ, rồi mấy con chim nó ăn mấy con côn trùng, rồi chim lớn ăn hiếp chim nhỏ. Nhìn thấy cái cuộc đời đúng là biển khổ sinh tử, ngài nhắm nghiền mắt lại, ngài không có nhìn nữa, và ngài theo dõi hơi thở, ngài đắc được sơ thiền. Đắc được sơ thiền thì cái năm đó là năm ngài mới 7 tuổi thôi, ngài đắc sơ thiền. Thì vào năm ngày 29 tuổi, ngài bỏ hoàng cung, ngài đi tu. Ngài đi tu 6 năm khổ hạnh nữa, như vậy thì làm là ngày 35 tuổi, mà 35 mà trừ cho 7 là 28 năm. Thì ngày cái chuyện xưa nó cách đó đã 28 năm rồi, 28 năm, nhưng mà ngày chợt nhớ lại, nghĩ là như là nhỏ mình có một trải qua một cái kinh nghiệm rất là đặc biệt. Lúc đó ngài không có biết đó là cái sơ thiền đó, ngài chỉ nhớ nó cảm giác rất là lạ, rất là đặc biệt. Mà vì sao nó có được cảm giác đặc biệt đó, thì ngài lại nghĩ thêm, lúc đó ta chú niệm tập trung cái tư tưởng mà thở ra, biết là thở ra, thở vào, biết thở vào, và không có để một cái tạp niệm nào hết. Sau khi mình suy nghĩ như vậy rồi thì mẹ bắt đầu này theo dõi hơi thở, và lần lượt ngay cái đêm, ngay cái canh đầu thì ngày gom hết những cái kinh nghiệm trong những ngày tháng sau cùng ngày theo dõi hơi thở. Thì canh đầu tiên ngày 9 lần lượt sơ nhị tam tứ thiền, từ cái nền tảng sơ nhị tam tứ thiền này ngày chứng được cái sanh tử minh, xin lỗi, cái túc mạng minh. Nhớ lại một đời, hai đời, 100 đời, 1.000 đời, đời đây tức là kiếp 100.000 kiếp. Nhớ là kiếp xưa ta có một kiếp ta làm người, rồi kiếp kế đó ta làm thú, rồi kiếp đó ta làm vua, rồi kiếp kia ta làm ăn mày, làm tu sĩ, rồi có kiếp ta là người giàu, có kiếp ta làm người nghèo, có kiếp ta là người có tiếng tăm, có kiếp ta làm kẻ vô danh, vân vân. Nhớ từng kiếp và ngài thấy được những cái sự vô thường, cái sự thay đổi trong cái cuộc trầm luân sanh tử. Và vào canh hai thì ngài chứng được cái sanh tử minh. Thì canh đầu á, ngài thấy được mình sanh ra đời làm trời, làm người, làm kẻ sang, người hèn. Thì canh thứ hai ngài thấy được là vì sao mà mình lại sanh vào những cái cảnh giới khác nhau như vậy. Thì khi ngài hiểu được nguyên nhân của những cái kiếp sống quá khứ thì được gọi là túc, gọi là sanh tử minh, hay còn gọi là cái thiên nhãn minh. Ngài thấy rõ từng kiếp mình vì sao mà cái kiếp xưa mình làm vua, rồi do ngài hiểu thêm là do bố thí thì mình có tài sản, do chịu khó học hỏi thì mình có trí tuệ, do không có cái tâm ganh tị thì mình sanh ra mình được có cái danh xưng, được người khác họ tôn trọng. Rồi còn do mình ganh tị thì đời sau mình sanh ra mình làm người hạ liệt, bị người khác, bị thiên hạ xem rẻ. Rồi mình vì cái kiếp đó mình bị bỏng sẻn nhiều quá, bị bón rách keo kiệt, cho nên cái kiếp kia mình sanh ra mình làm ăn mày, vân vân. Thì ngày ngồi ngày nhớ là từng thứ như vậy. Thì canh thứ hai Ấn Độ họ chia thời gian có đem ra làm 3 canh, chứ không phải người Việt mà mình chia thành 5 canh. Họ chia làm 3 canh, đó là canh đầu, canh giữa và canh cuối. Thì đến canh thứ hai thì ngài đạt được cái sanh tử minh, và đến canh thứ ba thì ngài thấy rõ được rằng thì mọi cái chuyện sanh tử luân hồi đó nó chỉ là cái sự tương tục tiếp nối của danh và sắc theo cái quy luật nhân quả mà thôi nha. Thì cũng ngay cái khu rừng khổ hạnh lâm đó, ngay cái khu rừng mà cách đây mấy đêm ngài còn sống trong cái cảnh kinh hoàng sợ hãi, thì bây giờ ngài sống bằng một tâm rất là thanh thản, rất là thoải mái. Thì ngài thấy ra từng điều cái đó là tại sao mà có cái sanh già đó chết, bởi vì truy ngược cái dòng sanh tử luân hồi thì do vô minh là không có trí tuệ, cho nên khi mà gặp cái cảnh sanh già đau chết của mình và của người đó, mình mới đi tìm đến một cách gì, một cái giải quyết, một cái giải pháp để giải quyết, đó là mình hưởng thụ ngũ dục, hoặc là đó đó gọi là cái thọ hưởng ngũ dục, rồi làm các nghiệp bất thiện như sát sanh, trộm cắp, tà dâm, vân vân. Thì đó là phi phúc hành. Hoặc là có kiếp mình vì thấy cuộc đời đau khổ quá mình đi tu thiền sát giới, đó là phúc hành. Hoặc là mình thấy đời đau khổ quá mình bố thí, mình trì giới, mình phục vụ tha nhân, thì đó cũng là phúc hành. Rồi có lúc thì ta đắc sơ thiền, đắc được thiền sắc giới xong thì ta lại tiếp tục tu thêm thiền vô sắc, đó là bất động hành. Cái sanh già đau chết sầu bi khổ ưu não thì lần lượt ngài thấy tất cả từng điều tức là 2 canh đầu rồi ngài thấy được kiếp xưa của mình, rồi tới cái canh giữa đó thì ngài thấy được cái nguyên nhân của cái chuyện sanh tử, mà thấy được nguyên nhân gần. Nhưng mà đến canh ba ngài thấy được nguyên nhân xa, ngài thấy được nguyên nhân xa, tức là vì đâu mà mình có cái tâm bất thiện đó. Khi mà ngài thấy rõ như vậy thì khi mà trời ngày đó cái ngày hôm đó là cái ngày
cuối đêm rằm tháng tư mà rạng ngày 16, năm đó là trước Phật lịch là 45 năm, bởi vì Phật lịch là mình tính từ khi Đức Thế Tôn Niết Bàn, thì 45 năm trước Phật lịch, vào đêm, vào rạng ngày mùng 6, rạng ngày 16 tháng 4, gọi theo lịch Ấn Độ là tháng Quý Sa Cá, thì lúc mà trời vừa rạng đông thì Đức Bồ Tát lập tức chứng quả chánh đẳng chánh giác vô thượng Bồ Đề, trở thành một Đức Phật. Thì khi mà ngài kể lại cho ông bà La Môn cho nó suy nghe từng giai đoạn như vậy, tức là từ giai đoạn mà ngài vô trong rừng, ngài ở, rồi ngài tự mình dàn xếp với những nỗi âu lo sợ hãi, rồi dàn xếp bằng cách nào, dàn xếp bằng cách là tự mình hiểu lấy là nếu mà mình còn những cái tham sân si đó thì mình còn sợ hãi, rồi dùng cái thiện pháp nào để mà thế chỗ cho những cái tham dục, cho những cái sân hận, cho những cái hôn trầm thị miên đó, thì rồi từng bước ngài chứng được túc mạng minh, rồi sanh tử minh, lậu tận minh. Sau khi ngài kể hết mọi từng bước cho ông cha Bà La Môn cho nó xin ý nghe, thì ông mới, sau khi nghe xong thầy pháp thì ông mới quỳ xuống dưới chân Đức Phật và ông nói: Bạch Thế Tôn, giống như một cái người mà đem ánh sáng vào chỗ tối, lật ngửa những lên những gì bị lật úp, bị che kín từ đó đến giờ, thì Thế Tôn hôm nay đã rọi ngọn đèn vào cái nội tâm của con. Ngài kể lại cái chuyện đời tu học của ngài, nhưng ngài đồng thời ngài cũng cho con một bài học về cái con đường tu học của riêng con, và xin Thế Tôn từ bi hoan hỷ nhận biết rằng kể từ bây giờ trở đi thì cha núi sinh lý đã là đệ tử của Thế Tôn, tức là ông đã trở thành một người Phật tử. Thì đó là nội dung vắn tắt của bài kinh gọi là Khiếp Đảm và Sợ Hãi, tức là ông Bà La Môn cha núi sinh lý muốn nghe Đức Phật kể lại những cái kinh nghiệm của ngài lúc ở trong lúc ngài còn là Bồ Tát chưa thành Phật. Thì Đức Bồ Tát, Đức Phật đã kể lại cái giai đoạn gần nhất, đó là cái giai đoạn ngài ở trong khổ hạnh lâm, vào những cái ngày tháng cuối cùng trước khi trở thành một Đức Phật. Và trong cái lời kể đó về những kinh nghiệm đó, ngài đã gửi lại cho ông Bà La Môn cho núi sinh lý nói riêng và cho tất cả chúng ta hôm nay nói chung một cái kinh nghiệm tu học vô cùng là quan trọng, đó là dầu cho cái ngoại cảnh nó có hải hùng, nó có khí cảm cách mấy đi nữa, cái vấn đề quan trọng nhất đó chính là tự mình dàn xếp được những cái ma chướng ở trong nội tâm của mình. Nếu ngày nào trong nội tâm mình mà mình chưa có được một cái hướng dàn xếp cho nó rõ ràng, cho nó điển hình, mà mình cầu mong được đắc cái này, được chứng cái kia, thì coi chừng đó chỉ là một điều ảo vọng mà thôi. Cho nên làm gì thì làm, cái điều quan trọng nhất vẫn là dàn xếp nội tâm của chính mình. Tạm thời ngay bây giờ chị Uyển Minh có thể nói rằng đó là nội dung bài kinh số 3 trong Trung Bộ Kinh mà Uyển Minh tự nghĩ rằng mình đã trình bày đầy đủ, dĩ nhiên một cách tương đối thôi. Và dù sao thì thời gian nãy giờ cũng là thời gian tạo công đức, và công đức pháp thí là vô lượng. Xin thành tâm chia sẻ cái quả công đức này đến tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loài, nhất là các vị long thần hộ pháp. Xin như các vị hãy hộ trì cho tất cả chúng ta ở đây luôn luôn được đắc kỳ sở nguyện, tu hành tinh tấn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.